Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình hướng dẫn cho tất cả anh em rút từ một cái kèo là dự án nhận 1500 token gai dòng đã list sàn Juni Swap dòng 2 nha tất cả anh em. Đây thì nó đây đang đi là gà là ngày 30 tháng 10 nó mới cho rút, nhưng hiện tại vì số lượng thành viên của cộng đồng Rai rất là nhiều kèo, rất là spam rất nhiều lên tất cả các bạn, do anh vào số lượng spam quá nên nó ra nó chương trình nó sẽ là nó có nói là các bạn. Mình có để cái link với cộng đồng đem tránh mất thời gian các bạn join vào nhóm mà copy này các bạn dịch cho các bạn. Nó nói chúng tôi vì xác nhận thành viên các bạn gửi vào địa chỉ này 1 tỷ để chúng tôi sẽ phân phối vào ngày 8 tháng 10 năm 2020 nè. Các bạn gửi cái trang cái địa chỉ này nha các bạn. Rồi mà ngày 8 tháng 10 phân phối chúng tôi sẽ nhận cho mỗi tài khoản 5 thêm 50 token gai là tổng cộng là 1500 token gai nha các bạn. Ồ khá là ngon. Rồi mình copy nha các bạn. Rồi sau khi tất cả các bạn copy cái dòng địa chỉ đó các bạn mở dưới cho link nha tất cả các bạn gửi về cho nó một link để nó xác nhận ví nha tất cả các bạn. Nó sẽ phân phối vào cho mình vào ngày 8 đến ngày 10 nha tất cả các bạn. Đây là một dự án rất là ngon lành luôn. Hy vọng nó về nha tất cả các bạn. Nếu mà nó không về mình mắc 1 tê đít cũng chẳng có sao gì đâu. Nhưng mà mình thấy dự án này là rất ok nha các bạn. Rồi, max minimum 1. Rồi các bạn bấm send. Rồi bấm transfer, rồi bạn bấm mật khẩu, mật khẩu vào thì mật khẩu mình share lên. Rồi bạn bấm join nha các bạn. Bạn gửi cho nó một token là tự động nó kích hoạt ví là nó xác nhận ví là nó gửi về cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn nào có gì các bạn dịch cái tiếng Việt nha tất cả các bạn. Vì mình làm biếng lắm. Không có bao nhiêu hết. Rồi, đầu mình gửi xong chưa? Rồi vậy video này đây kết thúc nha các bạn. Ủa nhận gỡ nè. Rồi mình